Cây gì to xíu để ba em trưng trong phòng khách mà nhỏ một xíu để em bỏ trên bàn học của em? Cái gì mà vừa to một ạ? Em có yêu cầu gì thêm không em? Dạ, mà đặc biệt đó là nhà em rất là bận nên là cây gì mà phải dễ sống nha. Trước ban công của em thì có khoảng trống nên là em muốn mua mấy cái cây để rất hồng và nó cũng sẽ đẹp. Em muốn nó treo lên được. Dạ đúng rồi chị. Tại nhà em có mấy khoảng trống nhỏ nên là muốn xen vào trồng thêm. Mà vườn nhà em là đã có những cái cây màu xanh rồi, không muốn chọn những loại màu xanh nữa, nhìn nó đơn điệu lắm. À chị ơi, nhà em có cái trụ này nè mà em không muốn bỏ đi, mà chị coi thử coi có cái cây nào mà có thể leo lên trụ và che được nó không? À, có hai cái chậu trống mà để trước cửa mà ba em không biết là chọn cây gì vào đó. Chị chọn cho em một cặp nha. Vậy thì mình sẽ tư vấn cho bạn chọn được một loại cây mà nó có thể vừa lớn và vừa nhỏ. Lá của nó vừa có màu xanh và vừa có các màu đỏ, vàng hay trắng các bạn nha. Cây này thì bạn cũng có thể trồng trong nhà, trồng ngoài sân, trồng trong đất, trong nước hoặc là leo cột, trồng viền hoặc là trồng nền, trồng bất cứ nơi nào bạn thích được nha. Và cái cây mình muốn giới thiệu cho bạn đó là cây trầu bà. Thì trầu bà này có nhiều loại, nó là trầu bà xanh, trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch. Còn có cả loại thái và loại thường của ta. Bạn có thể trồng nó ở trên bàn làm việc hoặc là để trên bàn học bạn cũng được. Có thể trồng chậu men hoặc là chậu đất nung, chậu sứ. Bạn cũng có thể trồng thủy canh trong chậu thủy tinh để mà đặt ở trên bàn làm việc hoặc là bàn học cũng được nha bạn. Ủa chị ơi, những loại này nó khác nhau cái gì? Nếu mà mẹ em có hỏi thì em còn biết đường phân biệt chúng. Cái này thì giống của Thái và giống ta nó rất là khác nhau nên là bạn để ý. Cái trầu bà xanh này thì giống trầu bà xanh của ta, nó sẽ có các sọc vàng đậm ở trên lá của nó. Còn trầu bà xanh Thái thì nó chỉ có một màu xanh thôi, nó không có màu gì khác hết. Trầu bà xanh Thái thì nó cũng sẽ tùm hơn, nó ít có thầm bò xuống. Còn trầu bà xanh ta thì nó sẽ bò dài ra. Còn trầu bà vàng Thái thì lá của nó sẽ là hình trứng thuôn dài với đầu nhọn. Còn lá của trầu bà ta vàng á, thì nó sẽ dài hơn và lá của nó sẽ hơi cong nhẹ ở phần đầu. Ngoài ra thì sẽ có hai loại mà nó hơi giống nhau, đó là bạn có thể thấy trầu bà cẩm thạch bên này và trầu bà sữa. Hai cái này thì ở trên lá nó đều có những sọc trắng, nhưng mà trầu bà sữa thì những sọc của nó sẽ nhỏ hơn, nó là những vệt. Còn trầu bà cẩm thạch thì sẽ là những khoảng loang, nó sẽ rộng hơn. Và cái màu của trầu bà cẩm thạch thì nó sẽ trắng hơn. Còn trầu bà sữa thì sẽ hơi ngà ngà, đục giống như màu của sữa. Và những loại này thì bạn cũng có thể trồng để làm chậu treo. Nó có thể bò dài và thòng xuống, thì bạn trồng chậu treo như thế này rất là đẹp bạn nha. Bạn xem bên này thì vườn có một số mẫu chậu treo, bạn có thể tham khảo nè. Có một số loại đặc biệt nữa, đó là trên lá của nó có các lỗ như thế này. Nó là trầu bà cửa sổ, hoặc là người ta gọi là trầu bà lỗ hay là trầu bà bay rùa. Loại này thì bạn có thể trồng ở trên bàn học, tại vì rùa thì sẽ tượng trưng cho sự vinh quy. Còn để trồng trong vườn nhà thì bạn có thể dùng trầu bà trắng. Cái này còn có cái tên gọi khác là cây trốc bạc. Lá của nó màu xám xanh hoặc là xám trắng như thế này thì trồng viền nó rất là nổi. Nó sẽ không lẫn vào màu xanh của cây bạn trồng trong vườn, tạo ra những điểm nhóm và đặc biệt. Bạn có thể tham khảo thêm. Ủa chị, cái này là cây gì hả chị? Cái này là cây trầu bà đế vương bạn. Thì cái cây này vừa có cây lớn để bạn có thể trồng ở phòng khách hoặc là ở trước hai cái chậu trước khi nhà, hai cái chậu hồi nãy bạn cho có hình á. Hoặc là bạn có cây nhỏ để mà mình trồng để đặt trong phòng khách hoặc là bàn làm việc. Thì cây này nó vừa có thể trang trí nhưng mà nó có thể giúp lọc không khí tốt hơn. Ủa chị ơi, mà sao em thấy cái loại này nó có nhiều lá khác nhau? Có phải là nhiều loại không ta? Thì cái này là cùng một loại bạn, là trầu bà đế vương luôn. Nhưng mà nó sẽ có 3 giống, nó là trầu
bà đế vương xanh, đỏ, vàng. Thì bạn có thể thấy cái lá của nó, lá non bên trong á, nó sẽ có ba màu khác nhau. Thì cây trầu bà đế vương này thì mọi người nói nó sẽ là nhà vô địch trong cái việc lọc không khí, thì giúp cho gia đình bạn thì không khí nó trong lành hơn, với lại sức khỏe sẽ tốt hơn. Cây này hay quá, vậy chắc em phải nói mẹ em mua cây này mới được. Bạn tham quan thêm mấy cây bà đế vương bên này bạn nha. Chị ơi, cây này là cây gì mà mình đẹp, có phải là cây trầu bà không chị? Cây này là cây trầu bà chân Việt bạn. Thì cái loại này bạn cũng có thể trồng ở trong chậu mà để trang trí luôn. Loại này thì lá có thể phình và cái lá của nó có thêm mùi thuốc bắc nên là bạn trồng rất là dễ chịu. Ở vườn mình còn loại nào mà lá nó đẹp như vậy không chị? Mình giới thiệu cho bạn một số loại mà lá sẽ phình như này các bạn nha. Các loại trầu bà lá xẻ như thế này thì ngoài trầu bà chân vịt ra thì còn có cả trầu bà thanh xuân và trầu bà pháp nữa. Trầu bà thanh xuân thì cái lá và cây nó sẽ to hơn, bạn cũng có thể dùng nó để mà trồng vào trong chậu lớn. Trầu bà thanh xuân này thì sẽ có phần thân và phần lá nó sẽ lớn hơn so với trầu bà chân vịt, và cái phần xẻ thùy nó sẽ sâu hơn, viền lá sẽ xoăn, hơi xoăn nhẹ. Còn trầu bà chân vịt này thì nó sẽ không có xoăn. Còn đây là các loại trầu bà leo cột, bạn có thể trồng những loại này ở trong cái trụ trong vườn các bạn. Chị ơi, hai loại này có phải là trầu bà không mà sao một loại lá to, một loại lá nhỏ vậy? Cái loại lá nhỏ là trầu bà xanh bình thường của mình bạn. Còn cái loại lá lớn là trầu ong. Thì nó có cái lá lớn hơn, nhưng mà hai loại này thì đều có thể leo cột được hết. Cây nó rất là khỏe và nó bám trụ rất là nhanh. Thì bạn có thể lựa chọn một trong hai loại này, hoặc là bên kia mình có cả cây trầu bà chân vịt leo cột. Bạn có thể chọn một số loại để mà trồng lên trụ cái cây ở trong vườn á. Nhiều loại quá chắc em phải gọi hỏi ý kiến mẹ như thế nào. Chị đợi em xíu nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, mẹ. Dạ. À chị ơi, mẹ em muốn mua là những cái chậu cho bà thái rồi cho bà xong rồi. À bạn ơi, mình không phải là nhân viên bán hàng mà. Ủa, chứ chị là ai? Mình khách mua cây. Cái gì để mình nhờ cô bán hàng cho bạn nha. Cô ơi, cô bán hàng cho bạn với con ạ.